biên giới Canada và Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa thêm 30 ngày. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nói rằng Canada và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận, theo đó gia hạn việc đóng cửa biên giới giữa hai nước thêm 30 ngày. Sau khi Mỹ bỏ tên Canada và Mexico ra khỏi danh sách cấm xuất khẩu các thiết bị y tế bảo hộ cá nhân. CBC dẫn lời Thủ tướng trong cuộc họp báo thường nhật vào hôm thứ Bảy vừa qua nói rằng đây là một quyết định quan trọng và điều này sẽ giúp giữ cho biên giới giữa hai quốc gia được an toàn. Biên giới Mỹ và Canada đã chính thức đóng cửa vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, theo đó nghiêm cấm việc qua lại không cần thiết, nhưng vẫn cho phép lưu thông hàng hóa, thương mại, các vật tư y tế nhằm phục vụ cho việc chống đại dịch. Trước đó, việc đóng cửa sẽ hết hiệu lực vào thứ Ba. Thủ tướng nhấn mạnh vào hôm thứ Năm vừa qua rằng việc mở cửa biên giới Mỹ và Canada sẽ không thể diễn ra quá sớm, sau khi Tổng thống Mỹ nói rằng ông hy vọng biên giới giữa Mỹ và Canada là một trong những nơi mở cửa sớm nhất. Thủ tướng cũng nói rằng Canada sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm tăng cường nguồn vật tư y tế và bảo hộ cá nhân, trong đó bao gồm việc tự sản xuất hàng triệu tấm trên mặt từ một công ty tại Toronto. Thủ tướng tự tin nói rằng Canada sẽ là một nơi tốt để sản xuất các thiết bị bảo hộ cá nhân và sẽ càng tốt hơn nữa khi các nhà sản xuất và các nhà phân phối của Canada đi vào hoạt động. Vào đầu tháng 4 vừa qua, văn phòng Tổng thống Mỹ đã cấm việc xuất khẩu các mặt hàng vật tư y tế quan trọng trong việc chống đại dịch ra khỏi Mỹ, trong đó có khẩu trang N95. Quyết định đó đã dẫn đến sự thất vọng đối với phía Canada. Tuy nhiên, nhà sản xuất 3M và chính phủ Mỹ sau đó đã đạt thỏa thuận cho phép công ty này xuất khẩu khẩu trang N95 sang Canada. Đến ngày 10 tháng 4 vừa qua, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang của Mỹ đã ban hành một quy tắc tạm thời, theo đó tất cả những mặt hàng khan hiếm hoặc đe dọa sự thiếu hụt, bao gồm cả khẩu trang và bao tay, không thể xuất khẩu ra nước ngoài khi chưa có sự cho phép của cơ quan này. Nhưng theo một tài liệu của chính quyền liên bang Mỹ được công bố vào hôm thứ Ba vừa qua, việc miễn trừ mới được ban hành đồng nghĩa với việc các mặt hàng xuất khẩu Canada sẽ không bị áp dụng bởi quy tắc như trên. Và các tài liệu đó cũng như lưu ý rằng việc miễn trừ sẽ tránh sự gián đoạn đáng kể trong việc cung cấp vật tư giữa các quốc gia, cũng như sự gián đoạn đối với giao thương của các quốc gia. Văn phòng đạo phó Thủ tướng Canada nói rằng việc miễn trừ kết quả của các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Canada và Mỹ. Đọc lại cái đoạn đó là kết quả của gì đó. Em đọc lại câu đó. Văn phòng Phó Thủ tướng Canada nói rằng việc miễn trừ là kết quả của cuộc hội thảo đang diễn ra giữa Canada và Mỹ. Nó đã được tiến hành trong một thời gian nhất định.